chào quý vị và các bạn. Trong 3 ngày tới, thời tiết Bắc Bộ sẽ phổ biến ít mưa, có chăng là về chiều tối và đêm có mưa rào và dông cục bộ ở một số nơi tại khu vực vùng núi phía Bắc. Riêng phía Tây Bắc Bộ, trong đêm nay vẫn xảy ra mưa rào rải rác và có nơi có dông. Còn ban ngày trời tạnh ráo và có nắng sớm. Nhiệt độ ban đêm ít có sự thay đổi, phổ biến từ 24 đến 27 độ. Riêng một số nơi ở vùng núi thấp hơn dưới 23 độ. Còn nhiệt độ cao nhất trong ngày mai sẽ đồng loạt phổ biến từ 30 cho đến 33 độ, có nơi cao hơn. Đến với miền Trung, trong 3 ngày tới, phổ biến ít mưa, chủ yếu có mưa rào và dông cục bộ về chiều tối và đêm. Tập trung nhiều ở các tỉnh phía Nam như Đà Nẵng đến Bình Thuận, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Và ban ngày, cả miền Trung đều duy trì trạng thái nắng ráo. Nhiệt độ ở khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 30 cho đến 33 độ, có nơi đạt ngưỡng 34 độ. Còn đối với khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ dao động từ 31 cho đến 34 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong những ngày tới tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình, nên mưa dông vẫn xảy ra nhiều về chiều tối, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng lốc sét và gió giật mạnh nguy hiểm có thể đi kèm. Do có mưa nên nhiệt độ trong ngày mai ở các tỉnh phía Nam không tăng cao, tại Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 28 cho đến 31 độ, còn các tỉnh Nam Bộ là từ 29 cho đến 34 độ. Trên biển, trong những ngày tới do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc, ở khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3 đến cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4 đến cấp 5. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết cuối ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại.